CBT là gì và cách áp dụng CBT trong hỗ trợ điều trị trầm cảm. Xin chào, cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube Vườn Ánh Sáng. Kênh này là nơi mình chia sẻ những phương pháp giúp cải thiện sức khỏe tinh thần, giúp vượt qua trầm cảm và một số rối loạn tâm lý mà mình đã áp dụng nhiều năm qua trong hành trình vượt qua bệnh của chính bản thân mình. Những nội dung mình chia sẻ tại đây đến từ quá trình học hỏi, từ trải nghiệm bản thân và từ kiến thức sách vở. Vì vậy, những gợi ý mình đưa ra có thể sẽ có ích cho người này nhưng chưa chắc đã có tác dụng với người khác. Nên nếu bạn đang gặp phải một vấn đề tâm lý nào đó, để có được thông tin cụ thể cho trường hợp của riêng bạn, mình khuyến khích bạn đến gặp các bác sĩ hay các chuyên gia trị liệu tâm lý để có được chẩn đoán phù hợp. Trong thời gian qua, mình nhận được nhiều câu hỏi mà mọi người nhắn tin cho mình trên trang Facebook Vườn Ánh Sáng, hỏi về cách áp dụng CBT để vượt qua những vấn đề tâm lý. Vì vậy mà mình làm video này. Nội dung của video này là về CBT là gì và cách áp dụng CBT trong hỗ trợ điều trị trầm cảm. CBT dịch từ tiếng Anh nghĩa là liệu pháp nhận thức hành vi, là một liệu pháp tâm lý trị liệu mà đã có những hiệu quả nhất định trong việc hỗ trợ điều trị, đặc biệt về trầm cảm và rối loạn lo âu. CBT được sử dụng phổ biến trong trị liệu tâm lý hiện đại, cho thấy mối liên kết giữa suy nghĩ, cảm xúc và hành động, giúp một người nhận biết những kiểu suy nghĩ không thực tế, không chính xác mà mang đến cảm xúc tiêu cực cho người đó, để từ đó giúp họ nhìn nhận và có cách phản ứng tốt hơn trước các tình huống họ gặp phải. Liệu pháp này thường được hướng dẫn và sử dụng trong các buổi trị liệu với một chuyên gia trị liệu tâm lý. CBT giúp chúng ta nhìn nhận mối quan hệ giữa suy nghĩ, cảm xúc và hành động một cách hiệu quả. Từ một suy nghĩ có thể dẫn đến cảm xúc, và từ cảm xúc ấy dẫn đến hành động. Đôi khi, những suy nghĩ này trở thành niềm tin của một người, và người ấy có những cảm xúc cụ thể gắn với niềm tin đó. Vì vậy mà họ có những hành động cụ thể mỗi khi niềm tin và cảm xúc ấy xuất hiện. Ví dụ, một người có suy nghĩ rằng mình làm gì cũng thất bại, dẫn đến họ có cảm giác thất vọng về bản thân. Từ đó, hành động mà họ thể hiện ra là không dám làm một việc gì cả, không dám bắt đầu một thử thách mới nào. Đôi khi, suy nghĩ này trở thành niềm tin rằng họ không được tích sự gì, làm gì cũng luôn thất bại, và rồi cảm giác trong họ không chỉ là một vài giây phút thất vọng đơn thuần, mà trở thành nỗi thất vọng trải dài về cuộc sống, khiến họ càng không dám làm bất kỳ một việc gì, bắt đầu một thứ gì hay đón nhận một thử thách nào. Và càng rụt rè, càng tự ti về bản thân, càng trì hoãn nhiều như vậy, thì càng chứng tỏ rằng cuộc sống của họ thật sự thất bại. Mọi mốc phát triển và thay đổi quan trọng đều chậm hơn độ tuổi thực tế rất nhiều, đôi khi còn không xảy ra. Ví dụ trên không chỉ đơn thuần là một ví dụ, mà chính mình đã từng sống trong những suy nghĩ, cảm xúc và hành động ra như thế. Ngoài ra còn có vô số những suy nghĩ và niềm tin khác mà mình phải mất hàng năm để dần dần hóa giải chúng trở thành những suy nghĩ tích cực, đúng đắn và lạc quan hơn. CBT trong điều trị tâm lý hiện đại có một số bước mà khi tham gia trị liệu cùng với một chuyên gia trị liệu tâm lý, bạn sẽ được hướng dẫn từng bước. Và mình cũng sẽ chia sẻ những bước đó tại đây. Tuy nhiên, không phải nhà trị liệu nào cũng áp dụng hoàn toàn từng bước và áp dụng theo đúng trình tự mà mình chia sẻ. Mỗi nhà trị liệu sẽ có cách áp dụng linh hoạt tùy theo hoàn cảnh của người đang cần được giúp đỡ. Quan trọng là một khi bạn quyết định tìm đến trị liệu tâm lý và đã tìm được cho riêng mình một nhà trị liệu phù hợp, thì bạn hãy cứ tin tưởng rằng tất cả những gì bạn được hướng dẫn, cho dù là những bước nào hay trình tự nào, thì cũng sẽ mang đến kết quả tốt nhất có thể như bạn mong muốn. Các bước trong CBT khi tham gia trị liệu cùng với một chuyên gia bao gồm: Bước 1. Đánh giá. Nhà trị liệu sẽ xem xét để xác định biểu hiện, hoàn cảnh hiện tại và những vấn đề tồn tại trong quá khứ của một người, từ đó đặt ra mục tiêu điều trị. Bước 2. Cung cấp kiến thức tâm lý. Nhà trị liệu sẽ cung cấp kiến thức tâm lý mà chủ yếu về vấn đề tâm lý mà người đó đang mắc phải, ví dụ như trầm cảm hoặc rối loạn lo âu.
bao gồm nguyên nhân, biểu hiện và cách điều trị vấn đề ấy. Bước 3. Xác định những suy nghĩ. Ở bước này, người ấy sẽ được hướng dẫn để xác định những suy nghĩ của bản thân, ví dụ những lời mà họ hay tự nói với chính mình, hay tự kết luận về bản thân mình, những niềm tin khác với thực tế hay những suy nghĩ tiêu cực đến một cách tự động. Bước 4. Thách thức những suy nghĩ ấy. Chính bản thân người ấy sẽ thách thức và tái thiết lập những suy nghĩ của họ bằng việc tìm ra những bằng chứng để phản hồi lại những suy nghĩ kia và thay thế chúng bằng những suy nghĩ cân bằng, thực tế hơn. Bước 5. Kích hoạt hành vi. Nhà trị liệu sẽ khuyến khích người đó tham gia vào những hoạt động mà họ từng ưa thích nhưng có thể đã bị ngừng lại trong giai đoạn khó khăn tâm lý. Bước 6. Phơi nhiễm. Bước này có thể hiểu đơn giản là người đó sẽ buộc phải đối diện với những lời khẳng định bi quan, những nỗi sợ, nỗi lo bên trong họ. Nhà trị liệu có thể giúp người đó đối diện với những lời khẳng định này, đối diện với nỗi sợ và nỗi lo của họ trong một môi trường an toàn và được kiểm soát. Bước 7. Kỹ thuật thư giãn. Nhà trị liệu có thể hướng dẫn những kỹ thuật thư giãn như hít thở sâu hoặc thư giãn các khối cơ một cách từ từ để giúp người ấy giảm bớt lo âu và căng thẳng. Bước cuối cùng là nhà trị liệu giao những bài tập để người ấy luyện tập những kỹ năng học được từ các buổi trị liệu tâm lý. Nhìn chung, CBT là một phương pháp có cấu trúc và mục tiêu rõ ràng, giúp một người phát triển những kỹ năng mà nhờ đó họ có cách phản ứng tốt hơn trước các biểu hiện tâm lý. Liệu pháp này chủ yếu tập trung vào các vấn đề ở hiện tại, giúp một người ở vị thế chủ động hơn trong quá trình vượt qua bệnh. Phần tiếp theo của video này mình sẽ chia sẻ cách mình đã áp dụng CBT trong quá trình vượt qua bệnh như thế nào. Mặc dù mình đọc được ở nhiều nguồn cho biết rằng CBT có thể cải thiện được nhiều vấn đề tâm lý, nhưng từ trải nghiệm của bản thân mình thấy rằng CBT có hiệu quả rõ rệt nhất trong việc giúp giảm bớt trầm cảm và rối loạn lo âu. Còn với một số rối loạn tâm lý khác như rối loạn lưỡng cực, rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay rối loạn căng thẳng sau sang chấn, thì riêng mình thấy rằng nên áp dụng các phương pháp khác sẽ có hiệu quả tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn thật sự muốn áp dụng CBT cho những vấn đề tâm lý này thì bạn có thể thử. Tiếp theo, mình sẽ chia sẻ cách áp dụng CBT đối với trầm cảm. Trước khi có thể bắt đầu áp dụng CBT, bạn sẽ cần biết xem bạn đang có những biểu hiện gì và từ khi nào bạn bắt đầu có những biểu hiện ấy. Có mốc thời gian nào cụ thể hay có sự kiện gì quan trọng dẫn đến việc bạn bị trầm cảm hay không? Để biết trầm cảm là gì và những biểu hiện của trầm cảm, mời bạn xem liên kết dẫn đến video này của mình ở bên dưới phần mô tả. Nói ngắn gọn thì trầm cảm là một trạng thái đặc trưng bởi những cảm giác buồn bã, chán nản, tuyệt vọng về bản thân và về cuộc sống trong một khoảng thời gian dài. Để chia sẻ về hành trình của riêng mình, khi mới bắt đầu thực hành CBT, mình đã lờ mờ nhận ra được những suy nghĩ nào của mình là không đúng so với thực tế, dẫn đến việc mình bị trầm cảm và càng khiến mình chìm trong trạng thái này lâu hơn. Những suy nghĩ đó là: tôi thật vô dụng, tôi chẳng làm được gì nên hồn, tôi không được trò chống gì, tôi không được tích sự gì, tôi là một kẻ thất bại, không có ai yêu thương và quan tâm đến tôi chẳng có người bạn nào cả. Và suy nghĩ đỉnh điểm mà khác với thực tế nhiều nhất chính là: cuộc sống này sẽ tốt hơn nếu như tôi không được sinh ra. Cuộc sống của mọi người xung quanh, của người thân và bạn bè tôi sẽ tốt hơn nếu không có tôi. Tôi chỉ là gánh nặng cho người khác. Nếu bạn đã và đang trải qua trầm cảm, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy quen thuộc với những suy nghĩ mình vừa liệt kê ra phía trên. Có thể bạn sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng những suy nghĩ này là khác xa với thực tế, vì chính mình ở trong giai đoạn trầm cảm cũng đã từng như vậy. Trong giai đoạn ấy, mình cảm nhận rằng cách mình nhìn cuộc sống rất khác với mọi người xung quanh, và trong góc nhìn ấy của mình thì những suy nghĩ trên là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, có một điều mà chúng ta cần nhìn nhận rõ, và đúng là CBT có thể giúp cho chúng ta nhận ra điều này. Đó là cách nhìn của chúng ta trong giai đoạn bị trầm cảm đã bị lệch so với sự thật rất nhiều. Không những vậy, chúng ta còn mắc phải sai lầm là đồng nhất bản thân mình với trạng thái trầm cảm.
Vì vậy mà những suy nghĩ kể trên đã hoàn toàn trở thành thực tế, khiến cho chúng ta càng trở nên buồn bã, chán nản, tuyệt vọng nhiều hơn. Vậy thì đến đây CBT đã giúp mình như thế nào? Đó là mình đã tìm những bằng chứng trong thực tế để thách thức lại những suy nghĩ và niềm tin đó. Ví dụ với suy nghĩ là tôi vô dụng, mình nhận ra suy nghĩ này không đúng chút nào, không có ai là vô dụng cả. Ai cũng có ít nhất một ưu điểm nào đó và ưu điểm ấy giúp họ đạt được ít nhất một thành tựu nào đó trong cuộc sống, cho dù chỉ là rất nhỏ. Vậy nên mình thay thế suy nghĩ kia bằng suy nghĩ rằng tôi có những điểm mạnh và tôi đã đạt được một số kết quả mà tôi cảm thấy tự hào. Cũng tương tự như vậy với các suy nghĩ khác như tôi là một kẻ thất bại, sẽ được thay thế bằng suy nghĩ tôi đã đạt được một vài thành tựu trong cuộc sống. Không có ai yêu thương và quan tâm đến tôi cũng là một suy nghĩ hoàn toàn lệch so với thực tế. Chắc chắn luôn có ít nhất một ai đó, người thân hoặc bạn bè, có thể không hiểu và cảm nhận được hết những gì chúng ta trải qua, nhưng luôn quan tâm, mong muốn cho chúng ta được hạnh phúc và khỏe mạnh. Vì vậy, suy nghĩ này được thay thế bằng vẫn có ít nhất những người thân quan tâm và yêu thương tôi. Tôi chẳng có người bạn nào cả. Cũng là một suy nghĩ do chúng ta tưởng tượng nên. Ai cũng có ít nhất một người bạn nào đó. Chúng ta chắc chắn sẽ không tồn tại đến lúc này mà không có ít nhất một người bạn. Vì thế, suy nghĩ này được thay thế bằng tôi vẫn có một vài người bạn thân thiết mà tôi có thể liên lạc bất kỳ lúc nào. Và kể cả với những suy nghĩ tuyệt vọng nhất như cuộc sống này sẽ tốt hơn nếu như tôi không được sinh ra. Đây là suy nghĩ mà đã đi xa sự thật rất nhiều. Một khi chúng ta thường xuyên có những suy nghĩ tương tự như thế này, cũng là lúc mà chúng ta gần như không còn đủ sáng suốt để nhìn nhận thực tế nữa. Và cũng gần như không phân biệt được đâu là tưởng tượng, đâu là sự thật. Suy nghĩ này sẽ được thay thế bằng tôi vẫn có giá trị trong cuộc sống này. Có những người khiếm khuyết và kém may mắn hơn tôi vẫn tạo ra một giá trị nào đó, nên tôi chắc chắn cũng có những điều để đóng góp vào cuộc sống này. Hay tôi chỉ là gánh nặng cho người khác, cuộc sống của mọi người xung quanh sẽ tốt hơn nếu không có tôi, sẽ được thay thế bởi suy nghĩ nếu tôi không còn nữa, cuộc sống của mọi người sẽ càng tệ hơn và nhiều gánh nặng hơn. Tôi vẫn tiếp tục sống và cố gắng mới thực sự đem đến hạnh phúc cho người khác. Nhờ việc có những suy nghĩ mới cân bằng và thực tế hơn như vậy, mà mình đã tái thiết lập những suy nghĩ và niềm tin hình thành hàng năm trời. Từ đó mà mình cảm thấy yêu bản thân hơn, yêu đời hơn và thực sự tận hưởng những hoạt động sở thích và tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, mình muốn nói cùng bạn rằng về mặt lý thuyết là như vậy, nhưng để thực hành sẽ cần nhiều thời gian và bạn sẽ đặc biệt cần phải kiên trì với bản thân. Để tái thiết lập những suy nghĩ và niềm tin này không chỉ một ngày, hai ngày là sẽ có kết quả ngay, hay không chỉ qua một vài tình huống là mọi thứ sẽ thay đổi ngay, mà những thực hành này sẽ cần được diễn ra đủ nhiều cho đến khi bạn tự động hình thành những suy nghĩ và niềm tin mới về bản thân và về cuộc sống. Và đương nhiên, để đạt hiệu quả chữa lành cao nhất, chỉ áp dụng CBT thôi là không đủ, mà sẽ cần kết hợp với những phương pháp và những hoạt động khác, không chỉ để cho bạn trở nên khỏe mạnh hơn mỗi ngày, mà còn để duy trì sức khỏe ấy. Sau cùng, mình muốn nói cùng bạn rằng, khi bước vào thực hành CBT, bạn sẽ trải qua một giai đoạn chuyển đổi mà mình tin là vô cùng xứng đáng, giúp bạn nhận thức được rằng góc nhìn mà bấy lâu nay bạn nghĩ là sự thật, thực ra lại khác xa với thực tế rất nhiều. Giúp bạn nhận ra những suy nghĩ mà khiến bạn chìm trong trạng thái trầm cảm không thể thoát ra lại chính là những lời mà bạn tự nói và tự nhận định về bản thân. Và đồng thời cũng giúp bạn khám phá ra rằng bạn chính là yếu tố để giúp bạn thay đổi và đưa bạn vượt thoát ra khỏi trạng thái ấy. Đến đây, mình cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Nếu bạn thích video này thì hãy nhấn biểu tượng thích và đăng ký tài khoản YouTube của mình. Đồng thời nhấn biểu tượng chuông để được nhận thông báo về những nội dung mới nhất. Ngoài ra, mình không chỉ hoạt động trên YouTube, mình còn hoạt động trên Facebook. Nếu bạn cũng đang sử dụng Facebook thì hãy theo dõi và thích trang fanpage Vườn Ánh Sáng của mình. Mình có để liên kết dẫn đến trang fanpage này ở bên dưới phần mô tả. Cuối cùng, mình muốn gửi lời cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã là một nguồn động lực để mình tạo nên những nội dung này. Chúc các bạn một ngày tràn đầy ánh sáng.